quán ông bầu, quán cà phê ông bầu. Đó, bên kia đường là gì? Đó, cao ốc. Đó, nè, quán cà phê ông bầu. Quán cà phê ông bầu. Mina đi học có cà táp nè. Đó. Lên đi công viên nè. Công viên này Mina qua đòi đi nè. Đó, giờ như này đi nè. Đó. Mina thích hả con? Con thích đi công viên này phải không con? Mina ơi, Mina, con thích đi công viên này ngồi ngồi màu đỏ hả con? Hả, con thích màu đỏ không? Công viên gì? Hả? Công viên mới. Công viên mới hả con? Con thích công viên mới phải không con? Công viên này mới này có gì con? Có xích đu nè, có gì nữa nè. Cái này là trèo đã lắm rồi nha. Còn kia là quay bánh xe nữa kìa. Đó, ha, có ghế ngồi nữa nè. Ừ, có ghế ngồi nữa nè, đó có bông hoa nè, có cái chuối kia này nè, này có cái này nè, đó, đó. Leo, leo, leo lên đi. Đi chơi nữa. Đi chơi nữa.